Mỹ Tâm xác nhận đang yêu Mai Tài Phến. Nữ ca sĩ cho biết sự hiền lành, dễ thương, chu đáo của Mai Tài Phến đã khiến cô rung động. Chia sẻ với truyền thông, Mỹ Tâm cho biết mình thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo. Bởi anh là người hiểu chuyện nên Mỹ Tâm không cần phải rào trước đón sau mỗi khi ở cạnh nhau. Phến cho tôi nguồn năng lượng tích cực, sẵn sàng bên tôi bất cứ tình huống nào. Bạn ấy không làm hao tổn gì đến tôi, không xin xỏ gì từ tôi, chẳng có lý do gì tôi từ chối tình cảm, Mỹ Tâm thổ lộ. Trước câu hỏi bản thân là người thế nào khi yêu, Mỹ Tâm cũng thừa nhận mình là người yêu bất chấp, kiểu nào cũng phải sắp xếp để gặp người ta và chủ động. Nữ ca sĩ cũng khẳng định có thể vì người yêu mà làm những chuyện chưa từng làm. Mỹ Tâm tiết lộ thêm, tôi từng trải qua 3 cuộc tình, dài nhất 10 năm, ngắn nhất 5 năm. Sau khi chia tay, lúc đầu thấy ghét họ nhưng sau một thời gian, mối quan hệ trở nên bình thường và xem như bạn thân. Mỹ Tâm cũng tiết lộ cách gọi thân thiết giữa cô và Mai Tài Phến. Cô đã chuyển sang gọi bạn trai là anh, còn Mai Tài Phến vẫn gọi cô là cô út. Một lần nữa, Mỹ Tâm khẳng định Mai Tài Phến thích mình và ngược lại. Trong tương lai, cô bộc bạch mong muốn tiến đến mối quan hệ bền chặt. Nếu không được, cô mong cả hai vẫn sẽ là bạn bè. Mai Tài Phến và Mỹ Tâm lần đầu hợp tác trong MV Đừng Hỏi Em phát hành năm 2017. Sau lần hợp tác đóng MV, Mỹ Tâm tiếp tục mời diễn viên kém 10 tuổi tham gia phim Chị Trợ Lý Của Anh phát hành năm 2019 do chính nữ ca sĩ Ước Gì biên kịch, đạo diễn và đóng nữ chính. Cả hai lần hợp tác, sản phẩm của Mỹ Tâm với sự có mặt Mai Tài Phến đều mang lại những ấn tượng nhất định cùng thành quả tốt. Mai Tài Phến kém đàn chị đến 10 tuổi nhưng ngoại hình nam tính, tính cách điềm đạm có phần già dặn lại không tạo ra khoảng cách nào. Sau đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục đồng hành cùng nhau quảng bá cũng như album nhạc phim. Cả hai xử sự với nhau tình cảm, thân thiết trong nhiều sự kiện, thậm chí vô tình diện trang phục cùng phong cách, tuy nhiên không hề lên tiếng về chuyện tình cảm dù nhiều đồn đoán. Sau 4 năm đồng hành, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò.